Nay ông hãy đứng lên. Chư Phật khắp mười phương đã vì ông thọ ký, nên trong đời vị lai ông sẽ thành chánh giác. Mặt đất khắp thế giới đều chấn động sáu cách. Hết thảy mọi chúng sinh đều được hưởng khoái lạc. Văn Thù Sư Lợi nghe Phật thuyết kệ rồi, sinh tâm hoan hỷ, liền đứng lên lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Phạm Chí Bảo Hải lại khuyên bảo cho Dương Tử thứ tư phát nguyện thành Phật. Sau khi Dương Tử thứ tư nói lên thề nguyện của mình, Bảo Tạng Như Lai dạy rằng: Lành thai, lành thai! Khi ông tu hành đạo Bồ Tát, dùng trí huệ kim cang mà phá trừ vô lượng vô biên các núi lớn phiền não của chúng sanh, làm nên những Phật sự lớn lao, rồi sau đó mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nay ta đặt tên cho ông là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức. Trong đời vị lai trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Khi bước vào số A Tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Về phía đông của thế giới này, trải qua vô số thế giới như số bụi vỏ trong các thế giới nhiều như số cát của 10 con sông Hằng. Có một thế giới tên là Bất Quyển. Ông sẽ ở trong cõi thế giới đó mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Những sự trang nghiêm tốt đẹp của cõi Phật ấy đều đúng như sở nguyện của ông. Khi Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trong hư không có vô lượng vô biên chư thiên khen ngợi. Lành thầy, lành thầy! Các loại hương chiên đàn ngư đầu, hương A Kiệt Lưu, hương Đa Dạ Lưu,
hương Đa Ma Ba Lạp. Cùng với hương trầm rải xuống như mưa, cúng dường Đức Phật và Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức. Khi ấy, Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được thành tựu, khi con đảnh lễ dưới chân mười phương chư Phật Thế Tôn, nguyện cho khắp các cõi thế giới mười phương, nhiều như số cát sông Hằng, đều tràn ngập hương thơm nhiệm màu của chư thiên. Hết thảy các loài chúng sanh đang ở các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cho đến cõi trời, cõi người, nếu người thấy hương thơm này thì mọi sự khổ não, bệnh tật của thân và tâm đều được lìa xa. Sau khi bạch xong, Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức liền chắp tay quỳ xuống đảnh lễ mười phương chư Phật Thế Tôn. Đầu vừa chạm đất, tất cả sở nguyện của ông đều được như sở nguyện. Bảo tạng Như Lai vì Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức mà nói kệ rằng: Bậc Trí Huệ Kim Cang, này ông hãy đứng lên. Mười phương các cõi Phật đã tỏa hương nhiệm màu, giúp vô lượng chúng sanh được lìa khổ hoan hỷ. Ông quyết sẽ thành Phật, bậc vô thượng thế gian. Khi ấy, Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức nghe kệ rồi, sinh tâm hoan hỷ, liền đứng lên lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó, ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp. Lúc đó, Phạm Chí Bảo Hải lại khuyên bảo vị dương tử thứ năm là Vô Sở Úy phát tâm thành tựu chánh giác. Hoàng tử Vô Úy nói ra tâm nguyện của mình với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chỗ sở nguyện của con không muốn ở nơi cõi thế giới bất tịnh này mà thành chánh giác. Nguyện khi tôi thành Phật, trong cõi thế giới không có các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Mặt đất toàn bằng ngọc lưu ly quý màu xanh biếc. Nói rộng ra thì hết thảy đều giống như những sự trang nghiêm tốt đẹp ở thế giới liên hoa.
Rồi Dương Tử vô sở úy, liền cầm hoa sen dâng lên Đức Phật Bảo Tạng, thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở quyền của con thành tựu, được lợi ích bản thân, nguyện cho con được nương vào quay thần của Phật, cho không trung mưa xuống đủ mọi loại hoa sen to lớn như bánh xe, đầy khắp các cõi Phật trong mười phương, nhiều như số hạt bụi nhỏ trong số thế giới bằng với số cát sông Hằng, cũng khiến cho con từ xa được nhìn thấy rõ. Tất cả đại chúng ở đó sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều rất hoan hỷ. Dương Tử vô sở úy nói lời ấy xong, liền được nương oai thần của Phật, tức thời được thấy hết thảy mọi sự trang nghiêm tốt đẹp như nguyện của ông.